Xin chào các bạn đã đến với kênh cây Sa Đen Hòa Bình. Hôm nay mình lại đi tìm cho các bạn một cái loại dược liệu rất là quý. À, đây cái này các bạn nhìn thấy đây là cái gì đây các bạn? Nó gần giống với cây sim đúng không ạ? Cây sim, nhưng ở đây không phải là cây sim các bạn nhá. Đây là cây mua các bạn, nó có hình dáng cái quả nó gần giống cây sim, nhưng đây là gọi là cây mua. Đây một loại dược liệu rất là quý. Đấy. Thì công dụng của cây mua này thì có vị chua, ngọt, chát, tính bình, công năng là sinh nhiệt, giải độc. Đấy. Rồi là tiêu viêm ở ruột, gan, mạch máu, chữa tắc mạch máu, tắc tia sữa, chữa ung thư rất là tốt các bạn nhé. Một số công dụng của cái cây mua như sau. Đấy. Đó là chữa mụn nhọt, viêm tấy. Đây cũng có một bụi này các bạn này. Đấy, chữa mụn nhọt, viêm tấy. Chữa tụ máu. Chữa tụ máu rất là tốt các bạn ạ. Đấy. Chữa viêm gan cấp và mãn tính. Chữa tụ máu bầm tím. Chữa ung thư dạ dày. Đấy, nếu các bạn nào ung thư dạ dày các bạn có thể sử dụng cây này được. Chữa ung thư giáp trạng. Đấy. Cây mua này thì hoa nó màu tím các bạn nhé. Đấy. Rồi là chữa mụn nhọt, ứ huyết, tê thấp. Chữa phù nề ở phụ nữ sau sinh rất là tốt các bạn ạ. Và có một cái bài thuốc của dân tộc Mường mình, đó là chữa sai khớp. Đấy, liền khớp từ cây mua này cũng rất là tốt. Đấy. Đây là cây mua các bạn nhé. Đấy. Mình nhắc lại một số cái công dụng của nó này. Mày chậm thôi. Đó là chữa ung thư, ung thư giáp trạng này, chữa ung thư vú này. Đấy. Làm liền xương này. Chữa mụn nhọt này, ứ huyết tê thấp này. Chữa phù nề ở phụ nữ sau sinh này. Chữa sai khớp. Đấy. Rất nhiều tác dụng từ cây mua các bạn ạ. Và cây này cũng là cây mọc hoang rất là nhiều các bạn nhá. Đấy. Đây cây mua các bạn ạ. Rất nhiều luôn. Đấy, các bạn nhìn kỹ cây mua, các bạn ra đồng tìm kiếm hoặc ở quanh ao cho thấy là rất nhiều những cây mua này. Đấy. Về những bài thuốc cụ thể thì các bạn phải tham khảo thêm. Đấy, tôi hôm nay tôi giới thiệu các bạn về cái cây mua này. Đấy, các bạn thấy video này hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ để nhiều người biết hơn nữa về tác dụng của cây mua các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ subscribe, đăng ký kênh để nhận nhiều video hơn nữa từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ rất nhiều những cái tác dụng, công dụng của những cái dược liệu quanh chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.